chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo vào ngày mai ở miền Bắc nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ giữa ngày và đêm có độ chênh lệch khá lớn, dao động từ 7 cho đến 8 độ. Và theo đó, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ lên mức là 29 cho đến 31 độ vào ban ngày và về đêm thì hạ xuống mức là 21 cho đến 24 độ. Hình thái thời tiết tại Bắc Bộ cùng ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là khu vực Thừa Thiên Huế, khiến cho nền nhiệt tăng mạnh đạt mức là 31 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình sẽ là 81%. Cảm nhận thời tiết khá nóng và khô hanh. Dạng thời tiết như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là những người có thể trạng yếu. Vì vậy mà quý vị nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian là từ 12 giờ cho đến 16 giờ và nên có những phương án chống nắng để bảo vệ sức khỏe trong những ngày này. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.